Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Tác phẩm Quê nội quê ngoại Của nhà văn Xuân Vũ Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 5 Những con thiềm thừ Thằng Tư Cô bị ba nó xiềm vô vàng rớ Như tôn hành giả bị Phật tổ đè dưới núi ngũ hành sơn Thật ra ba nó không có trói buộc gì nó hết Mà vì nó đi hà rong hà rỗi Hết giường người này qua giường người khác Chọc cho chó sủa mèo kêu Rồi bị người ta mắng vốn nên mỗi bữa sáng trước khi đi làm mướn Ông bảo nó Mày phải rớ cho được nửa dạ cá linh Rồi hãy đi chơi Nếu không à đòn mười rồi Nửa dạ cá linh là một thúng Đâu phải ít Rớ một ngày một đêm mới được Chứ một ngày thì giàu có phép cũng chịu Cái dàn rớ dành cho người lớn Còn nó ốm nhôm đánh cù đeo Cũng không cất nó lên nổi Tuy vậy sao vụ triệt cái bè tống quái Cô cậu bị phạt Cô cậu biết tội nên cố đái công chuộc tội cho qua Miệng rớ chỉ chó một phần ba bề rộng con rạch Nên ghe xuồng qua lại thì bơi chèo tránh qua mé bên kia Nhờ vậy nên việc làm ăn của nó không trở ngại gì Mắt nó lơm lơm hai đầu rạch Hễ trong xuồng ghe tới thì cân cổ lên la Quát hoặc cậy Để họ biết đường mà bẻ lái Không đi chui vào rớ Dầm chèo thọc lũng lưới hoặc đụng gãy cánh rớ Khi một chiếc xuồng từ phía ngoài Tân Hương đi vào nó vừa cầm chiếc áo quơ quơ miệng Vừa la quát quát Nhưng chiếc xuồng cứ đâm sầm vào rớ Cực chẳng đã nó phải cất rớ lên Miệng lầm bầm Bộ đuôi hay sao Rớ mới được nửa chừng Bỗng sợi dây dụi đứt ngang Cả cái rớ chụp lên chiếc xuồng Mấy người ngồi trên xuồng la ôm tỏi Và quẩy lia như cá mắt lưới Mà mắt lưới thiệt Suýt chút nữa xuồng chìm chết người Phải mắc đền nhân mạng Bỗng người đàn ông dùng cái dầm chọc thủng lưới rồi xé toạc ra để bơi xuồng lướt qua nhưng không thoát được mai sau lúc đó anh em thằng hành thằng hẹ cũng vừa tới vẫn lâu thằng tư cổ, chúng chịu không nổi nên đi tìm hai đứa chạy tới rỉ cất chiếc rớ lên chiếc xuồng mới bơi qua được chủ xuồng chửi ôm trời thằng cồ nín thinh không dám hó hé một tiếng đến chiều ba nó về thấy lưới rách một lỗ bằng cái thúng hỏi ra căn nguyên bèn phết cho cô cậu một trận còn nặng hơn trận kêu bè tống quái Thằng cổ vừa khóc vừa chạy băng qua vườn lạ Không biết vườn của ai Miễn thoát những ngọn roi củi dừa thì thôi Một chút Thằng hành thằng hẹ cũng tới Đủ bộ bài cào ba lá Chúng bèn kéo nhau đi Một chút Chúng dừng lại trong một khu vườn rậm rạp Không có ánh nắng mặt trời Thường thường người cắm câu cá trê Đi đến đây để đào trùng hổ Là loại trùng ở dưới đất Con nào con nấy to bằng ngón tay Mình dài cả gan Láng ngời ngủ sắc trông như những con rắn con ai yếu bóng vía không dám bắt nhưng nó rất đắt dụng vì thịt nó dai cá trê rỉa không đứt ngoài loài trùng hổ ra còn những bụi rậm cây cao rất tiện cho các loại chim làm ổ mà không sợ ai xâm phạm nhất là loại chim ụt chim mèo ba ngày tới đây để ngủ chờ đêm đến bay đi bắt mồi thằng tư cồ là đứa bạo gan nhất đám như nó đã từng ngang nhiên vô miễu cây sợp mà không sợ ma nhưng lọt vô cái không khí lạnh ngắt này nó nhận không dám tung hoành Nó định tháo trở lại Thì bỗng thằng Hành kêu Cô ơi Tao nghe có tiếng gà mái túc con Thằng cô lắng nghe một chút rồi tự hỏi Ai ở trong giường này Rồi nó dãy thằng Hành thằng Hè Cùng đi về phía có tiếng gà Chẳng bao lâu ba trự tìm ra một ngôi nhà Nhà ai Cũng có sân trước Sân sau Sâu hẳn hôi Và có gà kêu chó sủa như mọi nhà khác Nhưng thằng cô nổi ốc khắp người nó dừng lại ở trước sân không dám bước tới Những hũ những tỉnh chồng lên nhau ở tứ phía như trận đồ Rồi những lá bùi vàng bùa đỏ loan ngoằng chữ gì không ra chữ gì Những thẻ gỗ sơn vôi trắng toát đóng rải rác ở mép sân Một cái mặt quỷ có nanh đặt trên đầu cửa Như ngó thẳng vào ba đứa mà bảo Tụi bay đến đây là phải chết Thằng cô hồn bất phụ thể Quay trở lại vừa chạy vừa kêu Chạy tụi bay Ba đứa băng rừng lướt vụi Bán sống bán chết Gần tới nhà thì gặp cô Trí Đi đâu vậy Cô vừa thở hổn hển vừa hỏi Đi mua cá linh của mày Thằng cô biết thằng công tử bột này Đời nào lại đi mua cá bổi của nó Bèn bảo ngay Hôm trước con chuồng chuồng cắn rúng Nên mày chưa biết lỗi Bữa nay tao cho chuồng chuồng trâu cắn Mày sẽ lội xong như rái vậy Thiệt đó Thằng Hành đốc suối thêm chuồn chuồng trâu là chuồng chuồng gì nó cũng là chuồng chuồng nhưng to nên gọi là chuồng chuồng trâu Cũng như đĩa nhỏ bằng chân nhang gọi là đĩa mén Đĩa bằng ngón tay gọi là đĩa trâu Mày hiểu chưa? Trí lỡ ngỡ Không biết có nên cho chuồng chuồng trâu cắn rúng hay không Thì thằng Tư Cồ lôi đi và bảo Tao thấy con chuồng chuồng trâu đậu đằng này Rồi cả ba dắt Trí trở lại trận đồ lúc nãy Tư Cồ cố tình đụng Trí đi trước Và đưa tay ra hiệu cho thằng Hành thằng Hẹ đi tích ra xa Thằng Cồ tưởng Trí sợ ma u té chạy như hôm ở miễu cây sọp nhưng khi nhìn thấy trận đồ bát quái trí không tỏ vẻ sợ sệt chút nào buộc miệng nói ngay đây là nhà của ông thầy tư tư cồ lấy làm ngạc nhiên hỏi sao mày biết là nhà của thầy tư hồi tối nay ổng cúng dưng căn đổ đốt đằng nhà ông nội tao tao cũng thấy ổng treo cờ treo phướng như vậy nè mày đã tới đây lần nào chưa chưa nhưng tao chắc là nhà của ổng vì tao nghe chú năm tao nói Ông tao cho ổng ở khống trong khu vườn quan này là của ông tao Ở dưới lô nhìn lên không thấy nhà cửa gì hết Có lần tía tao săn được con trồn cáo cọc Nói là ở vườn này Nghe trí kể Cả bọn cũng bớt sợ Rồi tư cồ dắt cả lũ đi xung quanh nhà Tìm đường khác trở ra Bỗng thấy bên hiên nhà có một cái bồ con Dí bằng lá chàm Nghe tiếng rột rẹt Cả bọn dừng lại nghiêng đầu nhìn vào bồ chao ôi những cốc là cốc những chú thiềm thừ to tướng, nhỏ xíu, đủ lứa, đủ màu Xám, mốc, đỏ sậm, đang nhảy lơm xơm trong bộ chật hẹp Có những chú ngồi sớm trên lưng bạn và dùng chân bạn mà di chuyển Nếu có hạn hán, các chú hề nhau nghiến sang một lượt Thì ắt trời phải mưa lục cả trần gian Ông thầy tư nuôi cốc để làm gì vậy? Tao không biết Trí lắc đầu, thần hành lém lĩnh đáp để bữa nào ăn cực thì ổng bắt cốc cà ri thay ếch chứ làm gì Da cốc có mũ ai dám ăn Thằng cồ cãi lại Người ta lột da ăn thịt chứ ai ăn da cha nội Bỗng nghe có tiếng ù ù như trốt tới Bụi cây gì rậm ri gần hiên nhà lắc lư Trong khi có tiếng gà kêu quang quát gần đó Ma tụi bay ơi Thằng tư cồ vừa la vừa chạy Thằng hành và thằng hẹ cũng chạy theo Bỏ trí đứng lại một mình nhưng trí không tỏ vẻ sợ hãi, còn ngoắt bọn tư cổ trở lại, nhưng tư cổ lắc đầu, trí bèn đi tới bảo. Đó là cây ngải mọi. Sao mày biết?" tư cổ gằn hỏi, "Tao nghe thầy tư nói với chú năm tao, thấy hứa bữa nào dẫn chú năm tao tới, thấy cho cây ngải ăn thịt gà cho chú năm tao coi." "Láo! Cây gì ăn thịt gà? Thiệt, ngải mọi ăn gà sống." Thấy quăng con gà vô bụi cây, nó quay ù ù một lát, con gà chỉ còn bộ lông còn thịt xương thì mất hết bởi vậy cây ngải mới linh linh thì ông làm gì Tao không biết tao chỉ nghe ông nói với chú tao như vậy nghe trí nói về cây ngải mọi ba thằng đứng ngẩn người ra và nghĩ tới cái việc triệt cái bè tống quái hôm nọ cưỡng con heo quay mà bụng càng sợ hãi riêng thằng tư cồ thì nghĩ thầm ba chú sứ đã bỏ qua không đòi cái đuôi heo Ben 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 thầy tư đầu bịch khăn đỏ tay gõ còng tay bắt ứng trỏ vào mặt con quỷ đang ngồi trên ván gõ cái đầu cà gục cà gặt người là ai hô 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 con quỷ bỗng cười ré lên rỡ người mà không đáp sư cho ta hồ xưng tên họ tử tế rồi ta mới cho hồ hồ là uống rượu tiếng của ma quỷ lên đồng và pháp sư nhưng con quỷ nhất định đòi hồ Rồi mới xưng tên Thầy tư lột khăn ấn nẹt nghe rắc rắc trước mặt con quỷ Nó càng phản ứng dữ dội Chứ không chịu dân lợi pháp sư Nó quay quắt cái đầu Hai bắp giấy của nó nhấc lên đập xuống Nghe bành bạch trên mặt gián Đụng nhầm chiếc khai làm ly nhạo đổ lăn Tré rượu ra ngoài Nó càng giận dữ tuyên bố Sư không cho ta hồ Thì ta thăng Ta thăng đây Là bay về trời như thăng thiên Khoan khoan ở này hồn ma bóng quế Hãy hôm ở lại trần gian đi đâu mà dội Sư cho ta hồ máu lên Cái miệng con quỷ mớm mém Thèm thuồng đòi rượu Qua làng khăn đỏ trùm phủ cả đầu nó Thầy Tư buộc phải chiều lòng nó Nếu nó thăng thì thầy còn điều khiển ai Thầy Tư bịch lại khăn Và cầm nhạo rót rượu ra ly Đưa lên miệng con quỷ Hãy dân hai tay sư Không ta không nhận mi là ai mà dám lớn lối với ta cho ta hồ rồi sẽ biết con quỷ nói xong há mồm ra chờ thầy tư đổ ly rượu vào mồm con quỷ qua làm giải đỏ con quỷ ực xong chép miệng rồi đứng bật dậy cười hàng tràng làm trẻ con sợ ngồi sát vào nhau vài đứa bé khóc thét lên ta là tam thái tử na cha con của lý thiên vương đệ tử của quan âm bồ tát bạn của thái thượng lão quân đây tam thái tử dung tay đi lại trên dáng cái đầu gần đụng nóc nhà tay dài như tay dưỡng cặp chân gầy nhôm dài gấp đôi chân người thường người ta tưởng đó là con cò có cái đầu gười chùm khăn đỏ thầy tư cúi đầu kính cẩn ta hữu nhãn vô châu không nhận ra sứ giả của thiên đình xin tạ lỗi cùng tam thái tử xin mời thái tử an tọa rồi ta sẽ hầu chuyện vừa nói thầy tư vừa rót rượu và đổ liền hai ly vào mồm tam thái tử và tiếp Thái tử đi đường xa mỏi mệt Xin nghỉ ngơi giây phút Bà chủ nhà đem ra một cái chén Úp trên dĩa để trên ván Thầy tư đẩy cái dĩa đến trước mặt thái tử rồi nói Thái tử đi đường Chèo mấy sông chống mấy suối Mới đến nơi hạ giới này Vậy gia chủ có chút lễ đền ơn Đáp ngại thái tử Thái tử nghiêng đầu nhìn xuống cái chén Rồi cười ré lên Đền ơn đáp ngại ta một trái chuối sống mà Thầy tư tỏ vẻ quảng hốt cúi đầu gia chủ cũng thất kinh hồn vía thấy thái tử nói đúng cái vật đặt bên trong thầy tư bèn chậm rãi lật cái chén ra quả tình một trái chuối sống xanh le nằm trên dĩa thầy tư đã bảo thái tử chống suối cực khổ mà lại những người điếc mới không nghe hai tiếng chống suối gia chủ thấy thái tử linh thiêng như vậy nên xin thầy tư vào việc ngay không đặt vật nữa lúc bấy giờ thầy tư mới mở chiếc ráp mây cũ ra đặt lên bàn và thỉnh các ông tướng ra để xếp hàng trên ghế tựa lưng vào chiếc tráp rồi xin phép tam thái tử cho các tướng được dưới quyền điều khiển của tam thái tử thái tử nhận lời ngay và báo cho ta các tướng hồ rồi ta sẽ ra lệnh thầy tư rót rượu ra ly tay cầm tướng tay nâng ly cho các ngài hồ từng tí một càng uống các tướng càng rung tay rung chân làm những chiếc lục lạc nhỏ xíu đeo ở chân khua lên rủng rẽn vang trong phòng thái tử thấy thế bèn cười ha hả gật đầu khen đưa hương của pháp sư giỏi lắm giỏi lắm ba ông tướng gỗ một ông mặt xanh một ông mặt đỏ một ông mặt đen tay chân run rẩy thân mình nảy bần bật trên ván ngay trước mặt thái tử thái tử đưa tay nhặt ông tướng mặt đỏ lên hai tay ông tướng chòi lia lục lạc càng run to như lạc ngựa thái tử lại nhặt ông mặt đen ông này cũng run như ông mặt đỏ Thầy Tư cầm ông mặt xanh cho hồ tiếp Bỗng thái tử buông hai ông tướng xuống gián Xếp tréo hai chân vào nhau Rồi nhảy bật lên khỏi gián như con lật đật Đích thái tử xương sẩu Nên nảy lên như bóng trên sân cỏ Đích thái tử bật khỏi mặt gián gần nửa ngang tay Bỗng ông đứng bật lên như lò xo Hai tay phủi đích lia Mặt dấn giác ngó quanh Đứa nào chơi chó đẻ vậy bay Ông thái tử đang linh thiền Bỗng trở nên thô bỉ Trong sát tên đồng cò hương Thầy Tư lẽ mắt trông thấy hai khúc gai vòng trên dáng Thì ra trong lúc ông Thái Tử nảy đích lên Một bàn tay rắn mắt nào đã ném gai vào đó Thầy Tư lanh tay nhặt lấy quăng xuống sàn gián Phi tan và tiếp tục công việc Mời Thái Tử an tọa Thái Tử thôi giò đích và ngồi lại Trong lúc Thầy Tư điều khiển các ông tướng Thầy tiếp tục cho các ngài uống rượu tiếp Ba ông tướng nhảy lâm sơm trên gián Mỗi lần một ông sắp lọt xuống đất Thì thầy nhặt lên đưa lên tay nói chuyện Xong lại buông xuống dáng Mặc tình cho ba ông nhào lộn như làm siết tự do Có lẽ thái tử thấy mình vô tích sự nên nói Sư ạ à, cho ta thăng cho ta thăng Thầy tư bảo Ta xin đa tả tham thái tử Và xin kính lời về đội ơn lý thiên dương Nói xong quay ra đám khán giả thanh niên Mấy chú vô đây giúp tôi một tay Hai người đàn ông bước vào Thầy tư bảo họ nắm tay nhau căng ra sau lưng thái tử Thành một cái võng sẵn sàng đỡ lấy ngài Thầy Tư nói Cái chú nắm tay cho chắc nghe Khi thăng thái tử bật ngửa mạnh lắm đó Rồi quay lại Nhặt lên một ông tướng run run trước mặt thái tử Và lột khăn ấn quất vào mặt thái tử Hét to hô thắng Thái tử thức thì xuất hồn Cái xác bật ra sau Đánh bum xuống mặt gián gõ Như một cái sọ dừa rụng trên gạch Thái tử đứng bật dậy Lột chiếc khăn ném xuống đất Và dò đầu lia than thở bể cái sọ khỉ của tôi rồi thầy thấy không thì tư thầy tư nhìn thấy rõ ràng một người đàn ông cõng một đứa con nít chạy ra sân còn một người đàn ông khác thì lẫn ra ngã sau bếp thầy tư thấy tổ trác mình hai lần trong đêm thì vội giả hoàn tất buổi cúng rồi thu xếp các ông tướng vào tráp mà cứu từ gia chủ trên đường về thầy tư không cần đuốc hai người đi trong đêm tối mịt thái tử biết ai phá mình không thầy tư hỏi Thái tử cái con khỉ Đồng An thì cứ kêu Đồng An chứ thái tử gì Thầy tư cười không rõ tiếng Ông Đồng ơi bữa nay mình xui quá Để mai tôi mét ông thôn rầy na, cái thằng mắc dịch Tôi sợ nó phá mà cũng không khỏi Nó dám phá mấy ông nhặt lễ Ông hương chức thì coi mình là có ra gì Đồng An vừa xoa so đầu vừa sờ mông Cái đít con ê cái đầu con muốn nứt Biết vậy tôi ở nhà ngủ cho khỏe Mai đi nhổ mạ Uống được mấy hớp rượu phép của thầy về già đố khỏi mang minh hậu thôi mà ông đồng cả đời mới bị một lần chứ phải bị hoài sao nó làm được nó làm hoài chứ sao không kỳ tới ông đồng có lên đựng nải lên cao nó không quăng gai vong được nhớ không hôm sau thằng tư Cổ đến nhà rủ trí đi chơi vừa qua khỏi cây cần giọt nó nói ngay tao sẽ cho mày coi những con cốc phép của thầy tư trí sực nhớ trong truyện tam hạ nam đường trong tuần lưu đính giải giá thọ châu thành có hai tên đạo sĩ là dư hồng dư triệu dùng bùa chú để ếm làm cho lưu kim đính phát điên hai tên này cởi hai con cốc phun ra lửa gọi là thiềm thừ rất lợi hại bây giờ thầy tư lại nuôi cả trong con cốc phép thằng tư cô dắt thần trí và thằng hành thằng hẹ đến ngay nhà thầy tư lần này không giống lần trước đi qua sân thấy không có ai ở nhà nó xô cửa bước vô thấy không có cái ghế nhổ mạ bên trong nó đoán là thầy Tư đi ruộng Nó vô luôn cả trong buồn Thấy chúng bạn đi chậm Nó ló đầu ra ngoắt lia Cả bọn vào buồn Nó chỉ hết mọi phép tắc của thầy Tư Nó biểu thằng Hành Mày ra ngoài trước giở tấm màn che cái trang lên Rồi làm bộ gian giá như khách của thầy Tư đi Rồi mày sẽ thấy mấy ông tướng nhúc nhích tay chân Thằng Hành ra phía trước Làm như lời thằng Tư cầu bảo Quả thật mấy ông tướng ngồi trên trang giơ tay đá chân lia lịa Tư cầu kêu thằng Hành vô buồn và đưa cho mấy sợi chỉ xanh đỏ và đen và bảo mày giật sợi chỉ nào thì ông tướng mặt màu nấy cử động thằng hẹ hỏi nhưng tối hôm qua ông cầm ông tướng trên tay kia mà thằng cô dối tay lên trang lấy xuống một ông chổng đích lên và rút nút đích thọc tay vào bụng ông ta và bảo mày ra bồ bắt vô đây một con cốc thằng hẹ chạy đi rồi trở vào thằng cô bảo mày đút cái đầu nó vô còn hai tay hai chân thọc ra lỗ Xong rồi Thằng cô nhét nút lại Và ném ông tướng xuống đất Ông tướng nhảy cà tưng lăn lộn đủ kiểu Cả bọn cùng cười Thằng cô nói Vì thế thầy tư cho ông tướng hồ Thì ông nhảy tưng tưng chứ lạ gì Hồ tức là uống rượu Càng uống càng nhảy tợn Đây là khúc cây vong ổng khoét rỗng ruột Rồi lấy vải quấn thành quần áo Cốc ta ngồi gian tay chân bên trong Và uống rượu Tụi bay bắt hai con thìm thư nữa vô đây Tao làm cho coi đủ bộ ba Xanh, đỏ, da đen Trí bảo Biết vậy đủ rồi Mình phải dông mau Kéo ông về gặp mét Thì mình bị đòn chết Cả bọn nghe thế bèn kéo nhau chạy thục mạng Ra tới mé sông thằng hành và trí hỏi Tư cầu đáp Chú Năm nói cho tao nghe hết Trước khi thầy Tư vào đám Nếu chú sợ phép của thầy Chú đâu có dám rút tay cho cái sọ dừa của ông đồng nện xuống gián Thằng Tư Cồ càng hả hề nói tí liền phen này gặp bè tống quái tụi mình cái việc triệt vô sơi hết ráo chặt ba tao đem cho ổng nửa con heo quay uổng quá tao đoán chắc với tụi bay ổng còn một ơ thịt kho trong bếp kia cả trường đi xem thiên linh cái lần này không phải tân thinh cũng không phải bầu bòn đến chợ cầu móng mà là một cánh hát nhỏ không có bản hiệu không có những cuộc dọn rạp rình rang trong nhà lòng chợ nó chỉ là một chiếc ghe mua nhỏ buộc ở góc gáo trước cửa tiệm dạng thương. Đã 60 năm qua rồi đấy, nhưng buổi chiều hôm ấy còn in lòng lộng trong đầu Trí. Buổi trưa hôm đó, Trí mua một khúc mía giá nửa xu đi đến mé sông, chỗ chiếc ghe đậu để coi con khỉ ngồi trên mui ghe. Vì có con khỉ mà đám học trò đi ngang thấy ngộ ngộ nên đứa nào cũng ghé lại. Đứa thì ăn chuối xong ném cho nó cái vỏ, đứa lượm trái gáo chín tặng cho nó làm quà không để cho nó ăn mà cốt để cho nó chụp coi chơi chúng ném chéo nhưng chú khỉ vẫn vươn lên hoặc ngoài mình chụp được cả trí cũng góp phần biểu diễn cho khỉ ta bằng những cái sắc mía con khỉ tài thật nó không để lọt xuống sông cái thứ nhất cái thứ hai nhưng đến cái thứ ba thì nó ngó lờ không chụp nữa mà ngồi tỉnh bơ và nhớp nhép miệng một cách giận dữ nó chửi mày đó một tiếng nói bên tai trí trí nhìn lại thì ra chú vĩnh Chú cũng đến chọc con khỉ như trí Chú bảo Thằng tôn hành giả này coi bộ nó, nó đói Như mới vừa chui ở chân ngũ hành sơn ra Chú lúc nào cũng đem chuyện ra áp dụng một cách tự nhiên vào cuộc sống Chú tiếp Mày không nhớ à Nó ở dưới đó có được ăn uống như khỉ thường đâu Vì mắc tội cho nên Phật tổ sai sơn thần thổ địa Cho nó ăn đá cục và uống nước suối mỗi ngày Trí nói Nhớ chứ sao không nhớ chú nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại còn sống nhăn không chết chờ tam tạng đi qua gỡ lá bùa trên chót núi rồi nó tung lật núi mà chui ra chú vĩnh cười tao cũng không biết chỉ thấy con khỉ này rồi nhớ tôn hành giả mà không biết chừng ổng đó trí sức hết lóng mía nhưng không ném cho nó cái xác nào nữa cả nếu quả thật nó là tôn hành giả thì mình không nên chọc ghẹo nó như vậy nữa chiều hôm đó tan học bụng còn tiếc nên dầu không phải đường về nhưng trí vẫn tạt qua để xem con khỉ lần nữa lần này thì tôn hành giả không ngồi trên mui mà nó chạy lơm sơm theo chủ lên sân chợ lạ hơn nữa đi được một khúc thì nó nhảy thoát lên ngồi trên vai chủ nhờ vậy trí thấy con khỉ mặc áo xanh đỏ và đội nón trời ơi coi lạ lùng hết sức còn vui hơn cái lúc tôn hành giả loạn thiên cung chợt thấy chú vĩnh từ đầu chợ đi tới ngoắt trí dừng lại chú hất hàm coi không có gì gánh hát khỉ kìa không thấy sao chú là người văn minh nhất bọn trí về mặt coi hát gánh nào tới chợ chú cũng coi chiều về chú đi thật nhanh cơm nước xong là quay lại chợ coi tới khuya mới về nhưng sáng vào trường trí vẫn thấy chú ngồi ở thềm ba trước nhất chứ không trễ học mê hát thì mê nhưng học vẫn học đàng hoàng nghe chú hỏi trí lắc đầu trí không bao giờ được tự do như chú vĩnh tía trí rất nghiêm bảo xem hát rồi vô lớp ngủ gục không nghe thầy giảng bài được chú vĩnh đến bảo không phải chỉ có thủy thôi còn có thiên linh cái nữa thiên linh cái là cái gì trí nghe lạ tai bèn dừng lại hỏi chú vĩnh vừa móc trong túi ra một tờ giấy xanh lợt vừa nói tao cũng không biết nhưng coi quảng cáo ngộ quá trí cầm tờ giấy nâng lên mắt đọc gái đồng trinh chết bất đắc kỳ tử được chặt đầu đem về luyện thiên linh cái Biết nói biết cười Biết ca giọng cổ Vậy thì mê quá rồi Còn chần chờ gì nữa Trí nghĩ bụng Chú Vĩnh lại tiếp Mỗi màn có 15 phút hà Xem rồi đi mau về nhà cũng còn sớm Cái kiểu chú nói giống y trong tập bài đọc Mới vừa học hôm nào Xuân đi học Trong người hớn hở Gặp cậu Thu đang ở giữa đàn Hỏi rằng sao đã vội vàng trống chưa nghe đánh đến tràng làm chi. Đến tràng tức là đến trường. Thôi hãy hượm đừng đi anh ạ. À. Hượm tức là chậm chân lại một chút. Này con khăn tôi đã sẵn rồi. Cùng nhau ta hãy đánh chơi. Chốc rồi ta sẽ tới nơi cũng vừa. Con khăn tức là cái bông dụ theo cách gọi của miền Nam. Xem trong bài thì có khác gì trường hợp của Trí và Chú Vĩnh hôm nay. Tôi chưa có xin phép tía tôi Ông mà hay được là bị đòn nứt tích, Nghe trí từ chối Chú Vĩnh xì một tiếng Chép bài cập dê Mày có xin phép không Đây coi như mình cập dê một phát Ai biết mà bị đòn Coi rồi chạy vòng một hơi là tới nhà Nghe chú Vĩnh nói có lý Trí bèn ưng chịu Chú Vĩnh còn hứa cho mượn tiền Hai xu một cái giá con nít ngồi dưới đất Tiền đâu phải dễ sinh Nhưng chú Vĩnh lại rộng lượng Chừng nào trả cũng được Tao không đòi gấp như tiền mày mượn mua đạn bắn cô Ly Ừ coi thì coi Thế là hai chú cháu tiến tới sân trò Khán giả đã đứng ngồi thành vòng tròn như coi hát sơn đông Trước một cái tăng giải hình bánh ú che kính bốn bề Chỉ chừa một cửa nhỏ cho người vô Chú Vĩnh rỉ tai và trỏ cái tăng Thiên linh cái ở trong đó Trí thích quá Muốn vô ngay để nghe thiên linh cái ca giọng cổ Tiếng trống và tiếng phèn la Nổi lên rộn ràng Nghe nôn quá Trí không còn nhớ gì nữa hết Trí đưa tay xòe ra trước mặt chú Vĩnh Chú lấy cái vỏ hộp quẹt cây ra lắc lắc Chắc còn đủ Chú lội ra đưa cho Trí đồng một xu và hai đồng nửa xu ấm hổi Dính phấn lem lút Trí chui lại vô quần Và chìa ra cho người bán vé đứng ở cửa Trời ơi hai xu một ngày quà, Hai cái bánh mặn nhân tôm Hai gói xôi Một cái bánh xèo thơm ngát Hoặc nếu không ăn những món đó thì mua bốn viên nạn đá bắn cu ly có thể ăn thêm vài ba viên nữa Nhưng tất cả những thứ hấp dẫn đó Đều nhường chỗ cho thiên linh cái ca vọng cổ Bên trong đầy nghẹt những người Học trò cũng đông Con nít chợ ở trần cũng bộn Trí cầm cái giấy nhỏ xíu bằng hai ngón tay bước vô Lần đầu tiên đi coi hát cột về chớp nhoáng 15 phút Ai biết mà bị đòn Chú Vĩnh cũng bước vô tay đẩy lưng Trí thầm thì Vô ngồi ở gần cửa rạp cái kia kìa con khỉ mặc áo xanh đỏ đang cởi chiếc xe đạp con ngã lên ngã xuống. Nó đứng dậy dắt xe phóng tút vô buồn. Một cặp hề mặt mày be bét bước ra tiếp màn hát khí. Họ đơn cò đơn kìm bằng miệng với điệu bộ. Người đơn cò kéo cái chót mũi dài ra kêu ò e ý e làm khán giả cười rần rần. Còn người đơn kìm thì nhắm tít mắt, tay khải lìa trên cái bụng phệ mà miệng thì kêu tửng tưng quả theo. Hai người cứ đờn hồi lâu mới dứt bản khán giả càng cười họ càng đờn to lên chú vĩnh thúc cười chỏ vào hông trí trí không hiểu chú cũng sốt ruột như trí chú bảo thì linh cái sắp ra mà thật đã gần mười phút qua rồi ai không sốt ruột mất tiền vô đây đâu phải để coi hát khỉ và hề bỗng từ trong tầng bước ra một đạo sĩ mà trí thường mường tượng trong những tờ chuyển tàu áo quần trắng râu tóc bạc tay cầm phất chủ cũng trắng luôn đạo sĩ nói Bữa nay bần đạo xuống núi để báo tin cho chư vị Tinh hội Long Hoa sắp tới rồi Người làm lành được hưởng phước đời đời Kẻ hung dữ phải chịu phạt Vậy bần đạo để cho thiên linh cái ra chào chư vị Và xin chúc chư vị an khang Chư vị con nít xì sò chỉ chỏ Chứ có biết hội Long Hoa là gì Chúng chỉ chờ nghe thiên linh cái ca vọng cổ mà thôi Một trong hai anh hề ra mời khách vô trong lều Chiếc máy đèn nhỏ chạy xình xịch cái bóng đèn rọi ánh sáng lờ mờ trong lều không có sân khấu chỉ có một cái bàn con trên đó đặt một chiếc hộp vuông nhỏ tất cả đều sơn đen vị đạo sĩ lúc nãy lại bước ra tay cầm phất chủ quơ quơ dưới ánh sáng lờ mờ trí tưởng tượng như ông tiên thật giáng trần vị đạo sĩ rung chuông ren ren rồi ngưng thiên linh ca bất ngờ ông ta kêu to lên dạ tiếng đáp lại lạnh lót lồng lộng làm trí rỡn da gà chiếc hộp đen trên bàn bỗng mở ra chiêu vị khán giả ngẩng cổ nhìn trong hộp một chiếc thủ cấp treo lộn ngược cần cổ bị một lưỡi gươm xuyên qua và miệng nhóp nhép lộ hàm răng hô xin chào bà con cô bác tiếng nói trong dèo thảnh thót rõ ràng là tiếng con gái đồng trinh vị đạo sĩ cắt nghĩa đó là thiên linh cái chào bà con có nghe rõ không có nghe Vì đạo sĩ ra lệnh Thiên linh cái nói chuyện Và kể nguồn gốc của mi cho bà con nghe đi Dạ Xin mời bà con Muốn hỏi gì cứ hỏi Thiên linh cái sẽ trả lời Cô tên gì Dạ em tên Lem Tại sao cô chết Dạ em bơi xuồng trên rạch dọp bị chìm Rồi sao cô đến được đây Dạ thầy em đem về nuôi Và chở em đi khắp chốn đó đây Vị đạo sĩ bảo Bà con hỏi câu khó khó đi Sáu lần ba là mấy? Dạ là mười tám Cô biết ca giọng cổ mà bài gì? Dạ bài thức chót canh gà Hay bài đêm khuya trong chồng cũng được Rồi thiên linh cái cất giọng đêm khuya mờ mịt bóng vạc về câu ca vừa dứt thì nắp học cũng đóng lại đèn bật lên sáng choang mọi người đứng dậy bước trở lui nhường chỗ cho khách mới bước vào chú vĩnh đã ra đứng ở cửa chờ trí chú thì thào thầy ghê quá tao không dám nhìn thế là hết tiền nhưng trí lấy làm thích thú xem được chuyện lạ đời nhưng vì xem cọp dê nên chỉ để bụng không dám khoe với ai về đến gần nhà chú vĩnh mới than coi chưa tới đâu đã hết chắc tao phải coi lại lần nữa lần này tao sẽ hỏi nó chú hỏi gì tao hỏi nó sao thầy cắt đầu mà còn sống còn ca được bộ ma sao trí mới vỡ lẽ ra ờ người chết sao còn ca mà tiếng ca nghe quen quen như đã nghe ở đâu rồi về nhà cơm nước xong trí muốn đi tìm thằng tư cô để hỏi nó không sợ ma thì chắc nó không tin những chuyện lạ như vậy Nhưng thờ mai chú Năm đến Chú Năm là người biết những bí ẩn của thầy Tư Đâu để hỏi thử xem chú biết chuyện thiên linh cái không Tía Trí đi đá gà ở xa chưa về tới Còn má thì đang ở sân sau Trí bàn kể cho chú Năm nghe rồi hỏi Có thiệt không chú Thiệt cái gì Tụi nó mà con mắt để móc túi thiên hạ đó Mày không tin Sáng mai mày đi học cho sớm Vô chợ Mày thấy con nhỏ nào ốm nhôm, cổ cao nhồng tay đầy thẹo, ghẻ ngứa, thâm đen Ngồi húp cháu lòng heo bên góc nhà lòng Thì đó là thiên linh cái đó Còn thằng đạo sĩ đó là chồng nó Ủa? Cháu thấy ông đạo sĩ giống tiên quá mà Tiên gì? Nó vừa kéo đựng cò Rồi vô buồn đeo râu vô là thành đạo sĩ chứ gì? Chú nằm nói tiếp Đạo sĩ vô tiệm hút Rồi lẹo tẹo với mấy tiên cô ở trong đó Còn thiên linh cái bắt được làm rùm cả chợ Lại còn thiếu tiền hút Ông chủ đòi níu áo nữa cho thiên linh gì Trí còn cãi rướng lên Cháu nghe thiên linh cái ca nữa chú ơi Chú nằm cười ngất Mày lại nhà ông cụ Tao biểu thiên linh cái ca tối ngày sáng đêm Thấy trí ngơ ngác Chú nằm tiếp Nó quay máy cho cô ba bến tre Cô năm cần thơ ca đó Chứ thiên linh cái nào Thiệt vậy sao chú Nói láo làm lếu thì phải y như thiệt Chứ để người ta biết láo lếu Thì ai mà bỏ tiền ra cho Sáng hôm sau Trí đi học thật sớm Vô chợ Trí đến ngay góc nhà lòng Quả thật có một người đàn bà Vừa húp xong tô cháo đứng dậy trả tiền Khoe hai cánh tay đầy thẹo ghẻ Chỉ có hai bàn chân là rất đẹp Một cổ chân đeo sợi dây chuyền bạc Ờ à, cái cổ chân thiên linh cái đẹp thật Nhưng nó không có phô ra Nó chỉ phơi cái hàm răng hô cho người ta xem Và tiếng ca của kẻ khác cho người ta nghe Trí đang tự hỏi Bà này có phải là cô bé Chết ở rạch dợp không thì có tiếng la lớn thiên linh cái một đứa con nít chợ gọi xong quay đầu chạy trốn trong đám đông người đàn bà kia quay ngoắt lại lầm bầm câu gì rồi đi thẳng đến gần mé sông thì lại la thiên linh cái một đứa khác lại kêu to lần này thiên linh cái không quay lại nữa cô ta chỉ lầm bầm rồi đi thẳng xuống mé sông bước lên cây đòn dài rồi chung vô ghe tôn hành giả đã cởi áo đỏ áo xanh đang ngồi trên mui không tỏ vẻ vui buồn gì hết Chỉ nhớp nhép cái miệng Đố ai biết ông ấy nói gì Trường Chuồng trâu thân mến Cái chuồng trâu của ông nội trí Đối với trí là một nơi nghỉ mát thú vị Một cái thiên thơ lầu Một nơi vui đùa suốt tuổi thơ Đó là một cái nhà không nhỏ Không có vết phên gì hết Bốn bên trống lỏng trống lờ Nhưng nó có hai tầng Tầng lầu để dành cho các thứ thập vật kể không xiết bung nò cũ bô cào mỏ sải trang những khúc cây dẹp tròn ngắn dài lớn nhỏ lờ lộp nơm cũ lưới rách cần câu nghĩa là những thứ hết dùng được cho lên đó hưu trí vĩnh viễn hoặc những thứ cho nó nghỉ mùa khô vào mùa nước lấy xuống xài hoặc mùa nước gác lên mùa khô lấy xuống xài cái nóc chuồng trâu là cả một trời phức tạp chen giữa sự phức tạp đó là cái ván kéo mạ bạn ở hậu giang hay tiền giang hẳn chưa quên cái nông cụ đơn sơ này đó là mấy tấm ván kết lại với nhau đầu ván hơi quớt lên như mũi hia mùa nước cái ván kéo mạ được bỏ ngâm ngoài ruộng không mấy khi nó được nghỉ ngơi trong nhà hễ chủ ruộng cần đem mạ phân phối ra khắp đồng thì có nó tới người ta chất lên ván hàng trăm bó mạ cho trâu kéo đi một người đứng trên ván cứ ném từng bó xuống ruộng Chút nữa đàn bà cấy sẽ đến mở ra tét từng tép cầm xuống đất Nhưng xong mùa cấy thì nó lại thất nghiệp hoàn toàn Đem nó vào nhà chỗ đâu mà để Nên gác nó lên nóc chuồng trâu làm gác ngủ rất khoái Chỉ cần hai sợi niệt trâu treo nó lên nóc nhà là thành lầu hai của chủ chăn trâu Trí là chú chăn trâu ngủ trên căn nhà lầu ấy Ông nội có bốn con trâu và thuê một người chăn Ông không thuê thằng cháu nội nhưng nó chăn trâu tự nguyện một cách thích thú Nói đúng ra nó cũng là một đứa chăn trâu Ai bảo chăn trâu là khổ Không, chăn trâu sướng lắm chứ Tay cầm cành tre như roi ngựa Gió mát như quạt hầu Ngày nghỉ học hoặc bãi trường Lễ bắt kê, lễ tu răng, lễ bắt chuột Trí ngủ chuồng trâu thường hơn ở nhà Những đứa bạn không có trâu nhà Chắc phải tiếc uổng lắm khi trí kể chuyện chăn trâu cho chúng nghe cả dòng họ nội trí đều làm ruộng không có người nào làm thợ mộc thợ hồ hoặc đi buôn chỉ có người cô thứ tư có chồng không phải là nông dân nhưng dưỡng tư ngoài nghề chính là ở không không làm gì hết dưỡng có nuôi một bầy vịt thẳng vào mùa khô lúa đã gặt xong dưỡng chạy vịt xuống cầm ở đồng ông nội trí nghĩa là cuộc đời vẫn cứ lấy ruộng làm nền chăn trâu không phải chỉ có chăn trâu cầm cành tre và hưởng hoạt hầu mà trời còn cho lắm thứ nữa mùa khô bắt dế làm hầm bắt cá, tác đìa, câu cá bắn chim, rập chim, gai cò, nắng trâu bằng đất sét, nằm trên lưng trâu đọc truyện, vân vân. Trò chơi đẻ ra trò chơi, không khi nào ngày mới chơi trò cũ. Những món này trí thượng kết bạn với đám thằng tư cồ, thằng hành, thằng hẹ thì mới vui. Con nít là phải đi rong. Học trò có bộ dò ăn cướp, không đi rong thì để làm gì? Sau cái đêm coi thầy tư trị bệnh Trí mới sáng mắt thêm rằng Những ông tướng rất dễ tạo Vậy mà lâu nay Trí cứ tưởng thiệt Cốc mà trở nên thần thánh Ai có thể ngờ mà không tin Đời không có bao nhiêu chuyện bất ngờ Võ tướng mà lại ruột cốc Ruột cốc mà võ tướng Cốc mặc áo tướng Thế gian này chỉ có thầy Tư mới nghĩ ra Và làm được chuyện đó thôi Thầy Tư đã phỏng theo chuyện Tây Du Cái trứng đá nở ra ông Tề chăng Tội nghiệp con cốc Không biết uống rượu mà phải nốc rượu Tội nghiệp cho ông tướng bị mối ruột gan để dồn cốc vào mà không nói được Thế mới đau cho ai mà sướng cho ai Tội nghiệp không biết cái đầu của Đồng An có cần một cái niền trai không Nếu mà ông ta thăng kiểu đó một phát nữa Chắc cái sọ dừa bể hai trên dáng gõ bùm Cái tiếng đó còn gian trong đầu Trí Đồng An giơ tay vò lia Trí bật cười ngang Cửa gì vậy ta Trí ngó lên thì thấy thằng Tư Cổ Mày đi đâu đó thằng quỷ Đi tìm mày đây chứ đi đâu Không đợi Trí hỏi tư cồ nói ngay Đi câu không Câu gì Con gì ăn thì câu chứ biết câu gì bây giờ Lóc, trê, rô, thắt lát, cá chạch Lương, lịch, ếch nhái, chằn hiu, chằn bè Dịch nước, cúm nấm, cò dĩa, cò ngà Đi không Cái thằng miệng mày như cái ống nhổ Nói vậy Nhưng Trí vẫn chạy về lấy cần câu Đi theo thằng cồ. Lưỡi gì đó Câu rô trí đưa cho nó coi Nó như nhà bác học Thứ gì nó cũng biết Nó xem qua lưỡi câu rồi nói Để tao chữa cho Nó dựng cây cần của nó vô bụi Rồi ngồi xuống đất Tháo lưỡi câu của trí ra Đưa vô miệng cắn nhẹ Xong tóm lại đầu nhợ và bảo Lưỡi câu mày uống giọng hơi rộng Cá rô miệng nhỏ giật trớt hết Không có dính được Trí chẳng biết đấy là đâu Nhưng vẫn tin là đúng Nên cứ để cho nó làm sao thì làm Bỗng nó hỏi ở trường lúc này vui không mày Thì cũng vậy thôi Mấy con nhỏ phòn đó còn ghét tao hết Ghét gì mà ghét Tao làm xe lửa đụng tụi nó Nó ghét Nó mét thầy tao bị đòn Mày không nhớ sao Tao không biết Rồi trí kể cho nó nghe vụ thiên linh cái Và dạ thuật luôn lời chú Năm cho nó nghe Thằng Tư cổ cười ầm lên Thì có khác gì ba cái ông tướng của thầy Tư Trời ơi cái bộ cốc của ông bắt đem sao ăn một bữa chắc đã lắm Vừa đi vừa nói lại nhảy Hai đứa đã tới một miệng đìa Trí đòi dừng lại câu Nhưng tư cầu xua tay Cái đìa này còn hôi miệng Câu không ăn đâu Sao hôi miệng Thằng cha tám thuộc sức môi Mày biết không Nó vừa bỏ thuốc cá Bị ông nhì chủ đìa bắt được Ông đánh cho một trận la làng chổi trời đất Cá quảng hồn đi hết rồi Quảng hồn thì sao lại hôi miệng Hôi miệng là tại ba cái lá thuốc cá đó Ba năm nữa địa này cũng chưa có cá ở Nhưng mình ghé lại đây chọc mấy ổ kiến vàng Bắt giọng làm mồi câu Tao có tép đây Nhưng còn tươi để mai nó ương Thúi thúi câu mới nhạy Bây giờ mình xài nhộng kiến vàng điệu hơn Nói rồi nó cuộn nhợ xe tròn quanh cần câu Rồi dùng nó làm xào thọc ổ kiến ngay trên đầu Nhộng trắng tinh rơi lạ tả xuống đất Lướm máu đi mày Tư cồ hối Mày chậm tay kiến nó tha đi hết Con của nó mà Trí lượm nhọng bỏ vô gáo dừa Trong lúc tôi cô cứ đi quanh bờ đìa chọc ổ kiến Nhặt mồi xong hai đứa lại đi Tư cô giống hướng một chút rồi bảo Mặt trời mọc Mình phải câu cái đìa kia kìa Tại sao không câu đìa này Đìa này để trưa mình trở lại Có bóng mát Mình vừa bắn chim vừa câu luôn Bây giờ mặt trời chưa rọi tới đây Cá còn ngủ chứ chưa thức dậy đâu Còn ngủ mà Ăn cái gì được Kỳ này tao đem cá rô về nấu kiểu mới ăn chơi Kiểu gì? Dưỡng chính tao mới đi Cà Mau về bảo là ở dưới đó Người ta bắt hôi cũng có nhiều cá hơn chủ địa trên mình Dưỡng đi xuống dưới đó Bắt hôi mãn mùa làm được hai mái rưỡi mắm Chẳng hơn chủ địa trên mình hay sao? Mùa tới Dưỡng bảo tao đi với Dưỡng Tía tao chịu miệng với Dưỡng cho tao đi rồi Ở dưới đó người ta đâu có ăn cá như mình vậy Như cá rô họ không có đánh giải Cứ để nguyên bỏ vô chảo mỡ chiên cho vàng rồi vớt ra ăn Còn canh chua người ta không ăn cá Chỉ húp nước với ăn rau không hè Lại còn ruột cá nữa Ăn ba bộ đồ lòng là chảy re Tao nghe tao nôn muốn đi liền Mày có đi không Thôi mày ơi cá đìa của ông nội tao thiếu gì mà phải đi vô tới trọng Ờ phải mày có đìa chứ tao có giống gì Đến nơi cầu thằng Tư Cồ càng tỏ ra trành hơn Nó vén rau mát thành một vùng trống Rồi đeo nhánh cây Thọc chân xuống quậy đùng đùng nước bùng đổi lên đen kịch trí hỏi mày làm gì vậy làm dùng câu cá trê câu cá trê sao phải làm vậy ai biết đâu tao thấy mấy chả làm kiểu này bỏ câu xuống một chút là lôi lên một chữ vàng nghinh mày không biết cá trê vàng là loại khó câu hết thảy á nói xong nó ngắt một khúc rau mát buộc vào nhợ câu làm phao rồi bắt con trùng móc vào lưỡi câu ném xuống nó cắt nghĩa cá trê thì phải mồi trùng mồi nhộng không dính Sao vậy Thấy vậy thì hay vậy chứ ai biết đâu nè Đi câu mày phải có đủ thứ mồi Gặp thứ nào dùng thứ nấy Đây nè mày coi trong vỏ tao Chàng hiêu dùng câu nhấp Bông bụp để nhử ếch Trời gặp một con ếch bà thì kể như đủ vốn Nói xong nó lội quanh bờ đìa Lơm khơm dạch bụi tìm hăng ếch Và dặn trí có chừng hãy phao nhút nhích á, Thì chờ cho nó thụt mất một hồi Đó là cá nuốt lưỡi câu rồi Mày cái việc lôi lên là dính Chứ nó mới vừa nhúc nhích mà mày giật thì chết quớt Hoặc chỉ dính mép thôi Mày lôi lên nửa chừng nó giải xúc mất Hễ xảy một con thì cả địa không ăn nữa Sao vậy? Cá nó cũng khôn chứ Nó chết thục Nó đi nói um lên cho mấy con kia nghe Nó biết nói sao mày? Biết chứ Nó nói ra sao? Nó nói như mày nói vậy đó Bỗng thằng Tư la lên Gặp rồi Gặp gì? Hán lương Mẹ bà Tao không có đem đồ nghề câu lương theo Trí mèn tới hỏi Hàng lương ra làm sao cho tao coi chút Thì nó cũng như hàng lương vậy chứ sao Lấy lưỡi câu rô xài không được sao Trời ơi con lương nó cụp mồi rồi Mày tưởng dễ lôi nó ra sao Nó gồng mình lên đuôi nó ngoéo vô đất Ba người rỉ không ra nghe mày Có khi phải đào đất mới bắt được nó Bây giờ mày làm cách nào Cứ làm dấu để đó Thằng Tư Cồ lại tiếp tục đi sơm quanh bờ đìa Bỗng Trí kêu Tư Cầu chạy lại Trí chỉ dưới gốc dừa Trên một bực đất Thằng Tư Cầu la lên Con ếch, Đừng nóng đẩy Để tao bắt nó cho mày coi Nói xong Tư Cầu lấy cần câu của Trí Tháo nhợ ra Và buộc lưỡi câu ếch vào Trí hỏi Mày không nhử bằng mồi bông bụp à Không Tao có cách khác Thằng Tư Cầu thò cần câu vào chỗ hổm Mày định làm gì Tao giật nó Bắt ếch có cái lối giật không cần mồi nhưng nó nằm trong kẹt Không đưa cần câu vô được Tư cầu lại tháo ra Chỉ cầm sợi nhợ Rồi đi ngay lại chỗ con ếch ngồi Quỳ xuống thả lưỡi câu xuống Nhưng con ếch thấy động nhảy tẩm xuống nước Trí kêu lên Hụt ăn rồi Tư cầu xua tay Không sao đâu nó sẽ trồi lên Mày coi nó sôi tim về hướng nào cho tao biết Quả tình con ếch lặng một hơi qua mấy điều bên kia Rồi trèo lên một đầu gỗ mục ngồi ở đó Nó đây nè cô Tao thấy rồi nhưng phải chờ cho nó ngồi yên một lát Cho nó dạng dạng đã Bây giờ nó còn nhát Nếu bữa nay không diệt được nó Mai mình trở lại Hàng nó đó Đi đâu cũng trở về Cũng như mình vậy Tư Cồ vừa làm vừa nói Tay bằng miệng miệng bằng tay Không lúc nào nghĩ Cái đường nước này làm hầm được lắm Tư Cồ nói rồi leo lên cây xem địa hình Xong nó leo xuống bảo trí Mày coi chừng con hết nghe Tao đi khai đường nước đắp hầm Mày dám đi giữ hầm với tao không Đi thì đi chứ sợ gì Đi ngủ cả đêm ngoài đồng nghe Nói rồi nó chạy ra bờ rạch Dọc theo đường xuồng có nước Chỗ nào nước động thì nó lôi xuống móc đất khai thông Cuối cùng nó có một đoạn dài đường nước thông thường gối đầu lên con lương Dùng nước sâu giữa ruộng cạn Nó nhìn địa thế và ngẫm nghĩ Dưới con lương này ắt có nhiều cá lọt xuống đây Nó trở lại chỗ cũ moi đất be bờ Đắp một cái hầm tròn to bằng cái nia Bị giam giữa con lương mỗi ngày Bị nắng thiêu và nước cạn dần lũ cá tìm đường thoát thân đêm tới sương xuống mát mình cá chạy theo mép lương tìm lối gặp đường nước của mình vừa khai thế nào chúng cũng lóc lên và cứ thế mà lóc trương riết tới thì đâu cho khỏi lọt hầm mình đem vỏ tới bắt không nướng trui thì kho khô nấu chua tư cồ trở lại huỳnh tay với trí tao hứa với mày tối nay đầy vỏ Phao hộp rồi kì cô đừng la cá nó nghe nó chạy hết tư cồ chạy tới trong lúc cái phao húp mất rồi cần câu tuột luôn xuống nước, Tư Cồ lấy chân chận lại, rồi từ từ khom xuống lôi cần câu lên. Mày thấy chưa? Con cá trê trắng như bạc, giải tưng tưng làm cần câu quật xuống bật lên. Tư Cồ lôi nó lên bờ, con cá kêu ét và lăn lộn, đất muối đầy mình như rắc tiêu. Trí đưa tay muốn bắt nhưng Tư Cồ cản lại. Mày biết cách chứ không bị nó chém đau lắm. Trê trắng mà chém thì mày khóc ba ngày chưa dứt. Rồi nó giải. Làm lưỡi câu sốc vô tay mày nữa đó Mày biết bị nó chém Phải làm sao không Làm sao Ngắt cái đuôi nó dán vô vết chém Nhớt nó hút hết nọc độc ra Hiểu chưa Trưa dần tư cầu hỏi Mày đói chưa Mày Tao đói nhưng không lo kìa Cơm tao ở trên ngọn cây đó Trí ngước lên chim trao trảo sáo cưỡng Đến hồi nào đen cả ngọn gừa Chúng tranh nhau ăn trái chín Kêu ré giận dữ hoặc khoái trá khi tranh giành hay tìm được mâm cổ tư Cồ rút vàng thun trong lưng quần ra khoe tao đổi cái nạn sừng này bằng ba trăm đạn đất lẫn đó mày ngoài ra còn mười con trao trảo dữ vậy hả thứ đó tao móc đất dò mỗi ngày một trăm viên ba ngày thì xong chứ gì còn cái nạn này mày bắn mấy trăm con chim cho gãy trời ơi nạn sừng bóng lá như vậy mày coi mê tơi không để tao bắn một phát thử thời giận cho mày coi rẹt Rớt rồi Một con chim ức trắng rơi xuống nước gần mé đìa Thằng Tư Cồ thò vớt lên Giặt lông đầu Mày phải nhổ ngay kéo nó bán thịt hết Về tới nhà chỉ còn xương với lông Mày muốn ăn chim nướng hay cá nướng Giữa đồng chỗ bộ ở tiệm nước sau Mà mày đòi mấy món ngặt nghèo đó ấy Mà tao chạy có cho mày ăn thôi Thằng Tư Cồ lôm khôm nhìn lên ngọn cây gừa Có mấy nhánh khô nhô lên như gạt này Có cặp cu ở đầu vừa mới đáp tới Để tao bắn một con rơi xuống nửa chừng Con gượng bay ra ruộng mới té xuống rạ Bắt nó mày Trí chạy ra Một vết máu tươi lê qua mấy đầu ngọn rạ Con chim gãi cánh cố lấp trốn Trí tội nghiệp nhặt nó lên tay Nếu nó còn nguyên mình đem về nuôi Không ăn thịt Tư cổ nắng nắng ức chim Cô tháng này ăn lúa mập lúc Thằng hè ức cô giống con này Tư cổ đeo dàn thun vào cổ Da và quơ nhổ rạ gom lại một đống Chết bà rồi không có lửa kia kia mày xem ai đi trên bờ ranh chạy tới coi thế nào ổng cũng bỏ hộp quẹt theo bao thuốc xin ổng một diêm đem lại đây trí chạy lại một thoáng rồi trở lại với cái diêm trên tay tư cổ la xin cái diêm thì phải có lấy vỏ chứ chứ chỉ cái diêm thì quẹt vô ống quyển nó khe lửa hả tao biết đâu đó ai đi đẳng vậy chú năm tao ổng đi đào chuột ở dưới đầu đất gần chòi ông hai nhà ông hai nhà bắt rắn hổ phía thằng năm thằng sáu tao biết rồi để tao xuống chòi đó xin lửa được không Đi xuống đó xin lửa thì tốt hơn về nhà Ăn cơm phức một cái cho xong Chứ xin lửa làm gì Bỗng thấy người kia xăm xăm đi lại Tư cổ ngoắt lia Chú Năm, chú Năm, lại đây phụ tụi cháu với Chú Năm tới cười hề hề bảo thằng Tư cổ Mày sai thằng Chí đi xin lửa như sai cọp đi bổ mặt trời vậy đó Tao hỏi nó xin làm gì có một viêm hột quẹt Nó nói mày xin để sửa răng Cái thằng Chú Năm tiếp Tao biết liền nên tạc qua đây Nào được mấy con gì mà xin lửa Một con cu, một con cá, một con chim Chú nằm ném xuống đất một con cò Tao đi ngang đám sậy Thấy con cò ráng đang lũ vô đám lát Sẵn khúc cây cầm trong tay tao phang bậy một cái Ai dè nó dãy tê tê Tao lượm dắt lưng Định xuống chọi hai ngà làm lông Chú xuống chọi đào chuột hả chú Năm Ông rủ tao xuống nhậu rắn hổ Trời nhậu ba thứ đó về Chú khè ai chịu sao nổi Giỡn hoài mày Tao nhậu rắn hổ chứ bộ tao là rắn hổ sao mà khè mày Thôi để tao chăm lửa cho Thằng Cồ đi sơm bắt thêm con gì nữa cho Đông Đông coi Ơ ờ, tôi sẽ con ếch hồi nãy Thằng Cồ non tìm được con ếch ngồi trong hang Ló cái mỏ ra thì mừng lắm Hồi nãy nó nằm ở vị trí khó khăn Còn bây giờ thì dễ như tiếc nhân quý lấy ma thiên lãnh Mày còn muốn bụt đó không Để tao chạy về giường hái cho Không cần mày ra đốt rã thêm đi Tao sẽ xách con ếch ra sao trí nghe tin lời thằng tư cồ đi ra đồng quơ rạ nhổ lên gom đóng đưa cho chú năm ném từng bụi vô lửa chú bảo trí mày chạy về giường tới nhà thầy tư lấy cho tao một lít ủa rượu ở đâu đó chú năm biểu mấy ông tướng cốc đưa cho mày không biết ổng làm thầy còn bả kháp rượu à tào cáo đến nhà nhưng bả quăng đồ ra góc chuối nên không bị bắt đã vậy bả còn đấm mõm cho ông trùm mấy chai nên bây giờ ngày nào bả cũng lên một kháp bà còn cho bà trùm nhỏ hèm để nuôi heo nên rượu của bà bán khắp các quán trong ấp á, mà không cần đóng ba tăng mày hiểu chưa thôi đi đi cho được việc nhớ nói lấy một lít cho tao thì có liền trí chưa kịp đi thì thằng tư cổ xách con ếch đến con ếch quên hai tay hai chân ra chòi lia miệng kêu ẹo ẹo khoe cái bụng trắng hơn cái lưng bông rằn ri láng nhớt chú năm cười ai biểu ham ăn bông bụp làm chi cho dính mép Chứ đâu có câu bằng ngồi bông bụp chú năm Cháu thả lưỡi câu xuống ngay hàm nó nhí nhứ Nó ngứa ngứa nên thò mỏ ra khỏi hang Cháu giật một phát Lưỡi câu móc từ hàm dưới lủng luôn tới con mắt Chú coi nè Lưỡi câu này dùng để nhấp cá lóc ở mương lộ Mà giật ếch cũng dính quá Tư cồ gỡ ếch ra Chú Nam bảo Mày bẻ dò nó đi rồi hãy gỡ Cái mình nó trơn nhất mày nắm chỗ nào cho chắc Nó giọt một phát xuống đìa Mày ngó theo hút gió không kêu đó nghe Thằng Tư cồ nghe lời Đưa cho chú Nam bẻ giò dùm Xong để con ếch xuống đất nó nằm êm rơ không nhảy được Bây giờ thằng Tư Cồ mới gỡ lưỡi câu ra ném nó vào lửa Uổng quá chú Năm Uổng cái gì mày Phải có con dao cháu chặt đầu lột bộ da Làm trống gõ lung tung chơi Lớn cái đầu gần cưới vợ còn chơi trống ếch Trí đã về tới Trong tay kè kè mấy cái chai Miệng thở hổn hển Bà thầy nói không có chai lít Bà đưa bốn chai nhỏ được không chú Bốn xị thì cũng vô một lít chứ đâu Rượu có bả nhiều bọt nhưng không có bỏ vôi Uống không nhức đầu Thì một nỗi là có hậu cốc Hậu cốc là sao chú Năm Hậu cốc là uống vô rồi nhâm nhâm nghe mùi cốc chết Đó là tại cái bồ cốc của ông thầy chắc Con nào chết ông cũng bỏ vô khắp rượu he <laughs> he. Mâm tiệc dọn ra trên mấy nhánh lá trăm bầu Và lá ngải ken lại Chim quay cá nướng ếch hầm thơm phức Chú Năm nói Chắc thầy Tư ổng ghét tao lắm mà Mà Đông An cũng ghét mày luôn Ổng biết mày quăng mấy khúc gai vong vô đích ổng chứ ai Rồi cũng mày giật tay ra cho cái gáo dừa của ổng bật xuống dán gõ Trời mai phước ổng còn ngồi dậy được Tay vò đích tay vò đầu Nếu ổng nằm luôn đó chắc mày mắc đền nhân mạng à Tư cầu lắc đầu Thôi từ ra chú có biểu chắc cũng không dám làm Trí nói con vụ ba cái mắt me làm ông nhạc lễ nhiễu nước miếng Bích hết lỗ càng thổi không kêu Ông mười hâm đánh đòn tụi cháu nữa chứ Tư cầu tiếp Đàn bà chữa mới thèm đồ chua Chứ ai về ông già móm thấy me no mà cũng chảy nước miếng Ba người ngồi dưới bóng cây ăn tiệc Trời nắng tháng ba Gốc rạ tưởng chừng bốc khói Thằng tư cầu ăn xong nhảy xuống địa Bắt một mớ cá rô trong rễ gừa Đem về nhà để má có hỏi thì trương ra nói Cá con câu được ngày hôm nay nè má như vậy bà mới không rầy Ngày mai mới sống ra đồng được Chứ không thì bị ông già xìm vô trụ rớ Để vớt cho đủ nửa dạ cá linh Ông mới tha cái vụ bắt heo quay tống quái của thầy Tư Thằng chả bắt người ta cúng cho thằng chả ăn Chứ bà cậu nào rờ tới cái đuôi cái mỏ con heo quay Hết tập 5 Còn tiếp